nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nỗi trăn trở với đời với nghề. Bận rộn đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn, bầu show và mới đây là giám khảo của Tiếu Lâm Tứ Trụ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân liên tục cần nạp năng lượng để có sức làm việc. Do vậy, chị bị phát tướng và thường bị các đồng nghiệp thân thiết trêu chọc. 30 năm theo nghiệp sân khấu, nghệ sĩ Hồng Vân đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Dù ở vai trò diễn viên, bầu show hay doanh nhân, chị đều thành công. Dẫu vậy, Hồng Vân cho biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nỗi ám ảnh nhất của Hồng Vân là tuổi tác, khiến bản thân không còn đủ sức khỏe để làm nghề hăng say như lúc còn trẻ. Việc tăng cân nhiều cũng khiến chị lo lắng về ngoại hình của mình. Chị Hồng Vân cho biết, tôi lớn tuổi rồi lại không có thời gian cho riêng mình. Nếu có thời gian tôi đã tập thể dục hoặc giảm cân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu ăn kiêng tôi sẽ bị tụt huyết áp, không đủ sức làm việc nên đành chịu. Nghệ sĩ Minh Nhí nói vui, trong số 4 vị giám khảo Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hồng Vân là người hay bị chúng tôi trêu chọc nhất vì có sở thích mê ăn tinh bột. Mỗi khi rảnh rỗi hay căng thẳng đều ăn và sáng tạo riết mà mập như bây giờ. Nghệ sĩ Đình Toàn MC chương trình cũng tiết lộ, mỗi lần vào hậu trường, chỉ cần thấy anh mua bánh mì là Hồng Vân lại đòi ăn ké cho bằng được. Đình Toàn nói vui, nhiều lúc tôi muốn tốt cho chị bằng cách không chia sẻ ổ bánh mì, nhưng nhìn mặt Hồng Vân khi đói thấy thương quá nên đành phải chia. Có lẽ vì vậy mà chị cứ phát tướng, còn tôi thì ốm hoài. Dù không có thời gian cho mình, nhưng Hồng Vân vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc gần gũi con cái. Các con của chị đều có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ, nhưng Hồng Vân cho biết chị chưa bao giờ áp đặt các con theo nghiệp của cha mẹ. Chị chia sẻ, tôi không áp đặt con cái vì mỗi một giai đoạn, mỗi lứa tuổi, con trẻ thường có những sự chuyển đổi về tâm lý khác nhau. Mình phải tùy liệu, nương theo từng đứa. Có rất nhiều lời đề nghị để bí ngô tham gia vào các game show, nhưng tôi rất tôn trọng bé, hỏi ý bé. Nếu bé không thích, tôi sẽ từ chối ngay. Quan điểm của tôi là định hướng chứ không ép buộc con cái phải theo ý mình. Hỏi về bí quyết giữ hạnh phúc, Hồng Vân vui vẻ nói, chẳng có bí quyết nào ngoài sự chân thành và nỗ lực của bản thân. Tôi quan niệm một gia đình hạnh phúc là mọi thành viên trong gia đình sống hết lòng với nhau, cùng chia sẻ. Là mình sống yêu chồng yêu con bằng tất cả trái tim của mình, yêu hết mình và sống hết mình. Tôi tranh thủ tất cả những lúc rảnh rỗi để về nhà nấu cơm, dạy con ăn học, chơi với con. Bây giờ mấy đứa nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên rất cần mẹ chăm lo kỹ càng để phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Tại Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hồng Vân đại diện cho trường phái hài tỉnh Queo. Nghề nghiệp luôn là nỗi trăn trở lớn của chị bởi nó gắn liền với con người chị, là con đường phát triển bản thân mà Hồng Vân đã chọn. Hồng Vân nói rằng, những người bạn của tôi rất có tâm với nghề khi tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ, vì vậy tôi muốn chung tay cùng họ đưa khán giả đến với những tiếng cười giải trí nhưng phải có thẩm mỹ và văn hóa. Với chương trình này, điều tôi muốn các học trò của mình và đồng nghiệp hướng đến không phải là giải thưởng mà là định hướng, truyền dạy để các em hiểu rằng theo đuổi bất cứ ngành nghề nào thì cũng phải có sự trau dồi. Hài hước vui vẻ nhưng cũng cần phải mang đến cho khán giả thông điệp nhân văn, châm biếm, sâu sắc chứ không hời hợt giản đơn. Nghệ thuật gây cười không phải tự nhiên mà có, không phải chỉ phụ thuộc vào cái duyên mà còn có cả sự khổ luyện của người nghệ sĩ nữa. Trời cho nghệ sĩ cái duyên là may mắn, nhưng giữ được cái duyên lâu dài bao lâu là do chính bản thân mình.